À, xin chào các bạn. Unikey là một cái phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt rất là nổi tiếng trên máy tính. À, hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn à, cái cách sử dụng cái phần mềm này. Thì nội dung trình bày sẽ bao gồm những phần sau. Thứ nhất đó là hướng dẫn các bạn kiểm tra máy tính các bạn đang sử dụng là phiên bản Windows 32 bit hay là 64 bit. Cái thứ hai là tải phần mềm Unikey cái thứ ba là hướng dẫn các bạn kiểm tra chữ ký số của cái phần mềm uniki chính chủ cái thứ tư đó là cài đặt phần mềm uniki thứ năm là kiểu gõ theo LED. và cái thứ sáu đó là hướng dẫn các bạn gõ tiếng việt theo kiểu verni thì đầu tiên các bạn sẽ kiểm tra xem thử là phiên bản Windows các bạn đang sử dụng là phiên bản Windows 32 bit hay là 64 bit. Bởi vì à, à Unikey nó sẽ có hai bản, một bản 64 bit và một bản 32 bit. Thì để kiểm tra các bạn click chuột phải vào trong à, This PC là tôi đang sử dụng Windows 10. À, sau đó chọn là Property Ở trong cái phần này, nó sẽ liệt kê ra là phiên bản Windows. Ở đây là tôi đang dùng Windows 10 Pro. Hệ thống ở đây là 64 bit. Như vậy tôi sẽ tải phiên bản Unikey 64 bit. Thì để tải phiên bản Unikey, các bạn có thể vào Google các bạn gõ. Thì khi mà các bạn tìm kiếm Uniki á, nó sẽ liệt kê ra rất là nhiều trang web. Nhưng mà các bạn ở đây lưu ý là các bạn phải đi vào cái trang web chính chủ ở cái địa chỉ là uniki.org. Nếu các bạn vào những trang web không chính chủ, có thể các bạn tải về những cái bản Uniki nó chứa mã độc hoặc là những cái phần mềm độc hại. À, nó có thể là đánh cắp dữ liệu của các bạn. Các bạn viết vào trong uniki.org. Thì đây là cái phần giới thiệu Unikey. Thì cái ngày phát hành phiên bản Unikey mới nhất đó là ngày 14 tháng 7 năm 2018, phát hành Unikey 4.3 RC4 các bạn click vào đây. Sau đó các bạn click vào download Unikey 4.3 RC4. thì tùy thuộc vào cái phiên bản hệ điều hành 64 bit hay là 32 bit các bạn sẽ download phù, phù hợp ở đây bởi vì uh, Windows của tôi là phiên bản 64 bit do vậy tôi sẽ tải cái bản 64 bit này về còn ở dưới đây là bản 32 bit thì khi tải về tôi sẽ để ở uh, ngoài màn hình desktop hoặc là có thể các bạn để ở ổ D, ổ E, ổ F gì đó. Thì sau khi mà tải về thì các bạn sẽ tiến hành giải nén. Các bạn click chuột phải vào trong Unikey, các bạn chọn là extract. Ở đây tôi sẽ giải nén vào thư mục là Unikey 43RC4. Thì đây là thư mục sau khi đã giải nén. Tôi sẽ đi vào trong cái thư mục này. Bước tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra xem thử là cái unikey này có phải là chính chủ hay không. Bằng cách là các bạn click chuột phải vào trong cái file unikey nt. Bởi vì từ phiên bản 4.3 trở đi thì phiên bản unikey đã tích hợp chữ ký số của chính tác giả. Các bạn chọn property. Sau đó các bạn chọn là Digital Signature. Các bạn click vào đây. Các bạn chọn là Detail. Sau đó các bạn chọn là Will Certificate. Thì nó sẽ liệt kê ra là à, tác giả là Phạm Kim Long. Chữ ký số thời hạn là 16 tháng 3, 2018 cho tới 17 tháng 3, 2019. Như vậy đây là cái phần mềm Unikey à, chính chủ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt Unikey. Các bạn à, nhấn đúp chuột vào trong Unikey. Thì các bạn thấy là nó hiển thị ở đây nè. Ở dưới góc dưới nè. Là Unikey. Các bạn click chuột phải ha. Cái chữ V màu đỏ này thì các bạn mới gõ được tiếng Việt. Còn nếu mà chữ E màu xanh là các bạn sẽ không gõ được tiếng Việt. Như vậy ở đây các bạn chọn chữ V màu đỏ. Các bạn click chuột phải. Sau đó các bạn chọn là cấu hình. Configuration. Các bạn chọn mở rộng nè. Thì ở trong cái phần Unikey này các bạn chết vào trong cái ô vuông này nè là giao diện tiếng Việt cái thứ hai nữa là các bạn chết vào trong cái ô khởi động cùng Windows để mỗi lần khởi động thì Unikey nó tự chạy các bạn không phải uh, mở lên ở đây chúng ta sẽ có là bảng mã Unicode nó có nhiều bảng mã khác nhau nhưng mà hiện nay cái bản mã Unicode là phổ biến nhất. Kiểu gõ thì nó có kiểu gõ Verni và kiểu gõ Teled. Thì tôi sẽ hướng dẫn lần lượt các bạn à, kiểu gõ Teled và sau đó là kiểu gõ Verni. Giờ tôi sẽ đóng lại. Như vậy là phần mềm Unikey vẫn đang chạy ngầm ở đây về kiểu gõ tiếng Việt theo Z thì các bạn xem cái bảng uh, tôi đã liệt kê ở đây là dấu chữ tức là dấu sắc các bạn sẽ nhấn phím S ví dụ như là à, ví dụ như mình ghi chữ cá thì các bạn sẽ ghi là C A S hoặc là dấu huyền là chữ F dấu ngã là chữ X dấu nặng là chữ Z dấu hỏi là chữ R. Er, chữ ớ là hai chữ A. Chữ E là hai chữ E. Chữ O là hai chữ O. Chữ D là hai chữ D. Chữ Á là chữ A và chữ W. Chữ ơ là chữ O và chữ W. Chữ Ư, chữ U và chữ W. À, sau đây tôi sẽ minh họa cho các bạn à, kiểu gõ telet. Ví dụ như là chúng ta sẽ gõ chữ Nguyễn Công Chứ thì các bạn sẽ gõ như thế nào? Như vậy các bạn đầu tiên các bạn gõ chữ N, chữ G, chữ U, chữ Y. Đối với chữ E thì các bạn sẽ gõ hai chữ E. Sau đó các bạn gõ dấu ngã là chữ X và N. chữ công, chữ chữ c. Chữ o thì là hai chữ o. Chữ n và chữ g. Chữ chữ u tức là chữ u và chữ w và dấu sắc là chữ s. Bây giờ tôi sẽ gõ cho các bạn xem ha. Bây giờ Nguyễn Uy chữ e là hai chữ e nguyễn dấu ngã là chữ x chữ n cách ra công chữ o tức là hai chữ o n g cách ra chữ t chữ r chữ u tức là chữ chữ u và chữ w sau đó dấu sắc là chữ s đây là ví dụ khác ví dụ như gõ chữ phạm công cúc hoa thì các bạn sẽ gõ như thế nào chữ p chữ h chữ a là giữ nguyên dấu nặng các bạn sẽ gõ chữ z m cách ra công chữ o thì là hai chữ o n g Cúc. Các bạn chữ gọi chữ C. Chữ U. Dấu sắc là chữ S. Cúc. ho Rồi bây giờ tôi sẽ gõ lại nè. Phạm. A. Chữ z Phạm. Công. Hai chữ O là chữ U. Cúc. Chữ U. Chữ S là dấu sắc Hoa. Bây giờ chúng ta sẽ qua kiểu gõ tiếng Việt theo kiểu verni Như vậy là số 1 là dấu sắc Số 2 là dấu huyền Số 3 là dấu hỏi Số 4 là dấu ngã Số 5 là dấu nặng Chữ ớ là chữ A và số 6 Chữ e là chữ e và số 6. Chữ o là chữ o và số 6. Chữ u là chữ u và số 7. Chữ O là chữ o và số 7. Chữ á tức là chữ a và số 8. Chữ d là chữ d và số 9. Thì để gõ được kiểu VNI các bạn sẽ chỉnh sửa ở trong uh, Unikey. Các bạn click vào trong cái phần này, các bạn chọn chuột phải vào trong Unikey. Lưu ý là vẫn là chữ V để các bạn có thể gọi được tiếng Việt. Sau đó các bạn chọn bản điều khiển. Thì bản mã vẫn là Unicode, nhưng mà kiểu gõ lúc này các bạn phải chọn là Verni. Sau đó các bạn chọn đóng. Để gọi chữ biên hòa thì các bạn sẽ gọi như sau. Chữ B, chữ Y. Chữ E thì lúc này là chữ E và số 6. Chữ N. Cách ra. Hòa. Chữ O. Dấu huyền là số 2. Và chữ A. Bây giờ tôi sẽ gõ biên Y, E, số 6 cách ra hò o số 2 là dấu huyền hò lấy ví dụ khác ví dụ như tôi gõ chữ lý công uẩn thì để gõ chữ này thì tôi sẽ gõ chữ l chữ y dài dấu sắc thì tôi sẽ gõ là số 1 cách ra. Chữ C, chữ O, tôi sẽ gõ số 6. Cách ra chữ Uẩn, chữ U. Chữ Ớ là chữ A và số 6. Dấu hỏi là số 3. N. Bây giờ tôi sẽ gõ lại nè. Lý y dài số 1 cách ra công o số 6 n g uẩn u a số 6 số 3 là dấu hỏi uẩn Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ với các bạn về cách cài đặt cũng như là sử dụng cái phần mềm Unikey để các bạn có thể gõ tiếng Việt theo kiểu gõ Verni hoặc là z Nếu bạn thấy video hữu ích hãy nhấn nút Like, Share cũng như là đăng ký kênh. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.